Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một trong những chủ đề vô cùng quen thuộc nhưng nó sẽ lại là cùng nhau đi tìm hiểu một trong những sản phẩm khác, đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt Sâm đỏ đến từ Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về sản phẩm hot hit dành cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi này nhé như kiểu anh đã chia sẻ ở trong rất nhiều video trước đúng không? Đó chính là rửa mặt là một trong những cái bước quan trọng không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày được. Ừ, nếu như bạn dưỡng da đủ rồi, bạn thực hiện tất cả các quy trình chăm sóc da nhưng mà nếu như bạn không rửa mặt thường xuyên, không rửa mặt sạch sẽ thì chắc chắn da của bạn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mụn lỗ chân lông to hay là rất rất nhiều vấn đề khác. Và theo anh thấy thì trên thị trường hiện nay có khá là nhiều loại sữa rửa mặt dành cho chị em phụ nữ từ các loại như là rửa mặt, bọt rửa mặt, xà phòng rửa mặt rồi đến là sữa rửa mặt này. Và trong những loại sữa rửa mặt đấy thì chúng ta có thể tha hồ lựa chọn đúng không? Tuy nhiên để tìm được một trong những sản phẩm phù hợp với làn da của mình này, giúp cân bằng độ pH, cân bằng độ ẩm cho da cũng như là giúp cho da của chúng ta luôn được đàn hồi, giữ được độ ẩm tự nhiên thì điều rất là khó. Và hiểu được điều này, hiểu được nhu cầu của chị em phụ nữ thì sau một thời gian dài oanh đã tìm hiểu cũng như là đã tìm thấy một trong những sản phẩm thực rất nhiều chị em phụ nữ trên 25 tuổi tại Hàn Quốc ưa chuộng sự đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt sâm đỏ đến từ Hàn Quốc này Nếu như các bạn đang thắc mắc rằng sản phẩm này có điểm gì khác biệt so với cái sản phẩm sữa rửa mặt sâm vàng mà lần trước anh đã review thì các bạn có thể xem thêm ở các video bên dưới này Um, nếu như sản phẩm sữa rửa mặt xâm vàng thì chỉ dành cho phụ nữ dưới 25 tuổi nghĩa là khi đó thì độ tuổi của chúng ta chỉ phù hợp sử dụng loại sữa rửa mặt đấy thôi thì với sản phẩm sữa rửa mặt xâm đỏ này sẽ phù hợp cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi tại sao Đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến đó chính là sau ngoài 25 tuổi này thì da của chúng ta bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, cũng như là việc collagen trên da của chúng ta sản xuất ít đi. Chính vì vậy bên cạnh việc chúng ta cung cấp collagen bằng đường uống, môi hay là chăm sóc da thì việc rửa mặt bằng một sản phẩm có thể giúp tăng độ đàn hồi cho da rồi là khiến cho da của chúng ta trẻ trung hơn cũng là một trong những vấn đề quan trọng. Bên cạnh đó sản phẩm sữa rửa mặt sâm đỏ này thì không chỉ giúp Uh, cho da của chúng ta luôn được đàn hồi trẻ trung mà còn phù hợp với những chị em phụ nữ mà da của chúng ta có lỗ chân lông to, thường xuyên xuất hiện những vết nám tàn nhang hay là những khuyết điểm trên da. Và theo anh thấy rằng khi sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt xâm đỏ đến từ Hàn Quốc này thì có đến 9 trên 10 khách hàng của siêu thị Hàn Quốc đều phản hồi lại rất tốt. Đó chính là chỉ sau một thời gian dài sử dụng thôi, họ đã cảm thấy là da của mình có sự thay đổi khác biệt rồi. Cũng như là việc Họ sử dụng sản phẩm này hàng ngày nhưng nó lại không gây căng rít khó chịu, thậm chí là da của họ còn vô cùng ẩm ướt. Và bốn điểm cộng oanh có thể nhắc đến khi sử dụng sản phẩm này. Đầu tiên đó chính là cân bằng độ pH. Tất nhiên rồi, đây chính là một trong những ưu điểm của những sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Và nhất là đối với sản phẩm dòng sản phẩm sữa rửa mặt xâm đỏ như thế này, nó giúp cân bằng độ pH trên da của chúng ta rất là tuyệt vời. Và cái độ pH lý tưởng đó chính là từ 4.5 cho đến là 5.5. Thứ hai, đó chính là khả năng cung cấp độ ẩm cho da đây chính là một trong những yếu tố mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có ở trong những cái sản phẩm dưỡng thôi đúng không tuy nhiên không với một sản phẩm dưỡng rửa mặt như này nó còn cung cấp độ ẩm vô cùng tuyệt vời cho da thứ ba đó chính là khả năng làm sạch sâu cũng như là thu nhỏ lỗ chân lông. Điều này chính là một trong những lý do khiến các bạn quyết định bỏ tiền ra sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt xâm đỏ đến từ Hàn Quốc này. Bởi bên cạnh việc làm sạch sâu, lấy đi những cặn bã bụi bẩn phía sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta, thì những hạt sữa rửa mặt li ti còn giúp cho lỗ chân lông của chúng ta được sạch hơn, thoáng hơn, đồng thời là hỗ trợ giúp xe khít lỗ chân lông của chúng ta và cuối cùng đó chính là khả năng không gây kích ứng da cũng như là uh, giúp làm trẻ hóa làn da đây chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của sản phẩm sữa rửa mặt xâm đỏ này um, khi chúng ta sử dụng thì bên cạnh việc là làm sạch sâu này sản phẩm này thì còn giúp cho da của chúng ta được trẻ hóa hơn cung cấp collagen và những dưỡng chất cần thiết trên da đồng thời thì sản phẩm này còn giúp cho da của chúng ta luôn được khỏe khoắn uh, cũng như là không gây kích ứng cho da và sau một thời gian tìm hiểu thì ông anh thấy rằng đây là một trong những cái sản phẩm tuyệt vời dành cho những chị em phụ nữ trên 25 tuổi mà da của chúng ta kể cả có bị mụn hay không bị mụn thì cũng nên sử dụng. Và khi Oanh thường sử dụng sản phẩm này thì đầu tiên đó chính là cái mùi sâm rất là đặc trưng đến từ Hàn Quốc. Với cái mùi sâm này thì thơm, rất là thơm, nó khá là dịu nhẹ thế nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và một điều quan trọng nữa là với một sản phẩm sữa rửa mặt thế này thì khi chúng ta mở ra thì có thể thấy là ở đây nó được bảo quản rất kỹ lưỡng cũng như là được bọc một cái lớp màng bạc như thế này. Thế nên là khi các bạn sử dụng thì có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì nó sẽ được bảo quản một cách tuyệt vời luôn. Quy trình sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt sâm Đỏ này như thế nào thì cũng vô cùng là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần sử dụng sản phẩm này như mọi sản phẩm sữa rửa mặt bình thường. Tuy nhiên một vài điểm lưu ý trong quá trình sử dụng cho chúng ta đó chính là với sản phẩm sữa rửa mặt này thì chúng ta thời gian tối đa để trên da mặt chính là 2 phút và hãy nhớ rằng mỗi ngày chúng ta dùng hai lần đó là buổi tối và buổi sáng và quan trọng là sản phẩm này không gây kích ứng cho da cũng như là việc sử dụng trong một thời gian dài bạn sẽ thấy là da của mình trắng sáng hơn, đàn hồi tốt hơn và đối với những chị em phụ nữ trẻ nên 25 tuổi thì Oanh đã có nói rằng rồi bên cạnh việc chúng ta cung cấp collagen các dưỡng chất cần thiết cho da để ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến với chúng ta thì hãy kèm theo đó là sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt sâm đỏ đến từ Hàn Quốc này bởi nó sẽ là một trong những giải pháp hữu hiệu một trong những cái giải pháp mà bạn cần bổ sung vào trong quy trình chăm sóc da để giúp cho da của chúng ta luôn được trẻ trung hơn ngăn chặn quá trình lão hóa đến sớm với chúng ta và hãy nhớ nhé. Uh, nếu như muốn có được một làn da tốt nhất thì hãy áp dụng công thức như anh thường nói đó chính là nóng trước lạnh sau hãy làm ướt mặt bằng nước ấm trước rồi thoa sữa rửa mặt lên da này rửa sạch lại với nước lạnh và với công thức này thì sẽ giúp cho lỗ chân lông của chúng ta được xe khít một cách hiệu quả hơn Đồng thời sẽ bảo vệ da của chúng ta khiến cho nó được khỏe mạnh hơn Và với một sản phẩm tuyệt vời như thế này Thì Oanh khuyên rằng các bạn hãy nên mua sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín hàng đầu Cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc này và quan trọng đó chính là chúng ta được đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận sản phẩm bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả và anh sẽ gợi ý một trong ba phương thức để chúng ta mua sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc phương thức đầu tiên đó chính là các bạn có thể gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm cũng như là đặt hàng tại đây Phương thức thứ hai đó chính là các bạn hãy truy cập vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn hãy đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm sữa rửa mặt sân đỏ đến từ Hàn Quốc này. Và với những thông tin mà anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các chị em phụ nữ trên 25 tuổi đã biết cách chọn sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt nào để phù hợp với làn da của mình rồi đúng không ạ? Và hãy nhớ rằng muốn có một làn da trẻ trung xinh đẹp thì hãy lựa chọn sản phẩm sữa rửa mặt sâm đỏ đến từ Hàn Quốc này để giúp cho da của chúng ta luôn được trẻ trung các bạn nhé. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn muốn tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm cùng loại thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.